Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể quý vị đang theo dõi bản tin An Viên 24 giờ của kênh truyền hình An Viên. Bản tin An Viên 24 giờ hôm nay ngày 14 tháng 4 năm 2020 sẽ có những nội dung chính sau đây. Năm nay là năm đón Tết Chôn Trần Nam Thơ Mây đặc biệt nhất với đồng bào Khmer ở Nam Bộ khi thực hiện giãn cách xã hội để đề phòng lây nhiễm dịch COVID-19. Thế nhưng, những giá trị và ý nghĩa của ngày Tết luôn trong tâm thức mỗi người. Trong tình hình dịch bệnh kéo dài, nhiều hoạt động từ thiện đang được lan tỏa mạnh mẽ và cây ATM gạo ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam là một trong những hành động từ thiện mang lại an vui, lợi lạc cho nhiều người. Cùng khám phá những giây phút an yên tại tịnh viện Pháp Hạnh, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày phòng chống dịch COVID-19. Hầu hết các dân tộc trên thế giới cũng như các tộc người ở Việt Nam đều có những ngày Tết của riêng mình với những hình thức tổ chức, phong tục tập quán khác nhau. Và bắt đầu từ ngày 13 tháng 4, hơn 1,3 triệu đồng bào Khmer ở Nam Bộ đón Tết Chôn Trần Nam Thơ Mây cổ truyền của dân tộc. Năm nay có lẽ là năm đón Tết khác biệt nhất với đồng bào khi thực hiện chỉ đạo giãn cách xã hội để phòng lây nhiễm dịch COVID-19. Thế nhưng, những giá trị và ý nghĩa của ngày Tết luôn trong tâm thức mỗi người. Tết cổ truyền Chôn Trần Nam Thơ Mây, theo tiếng Khmer có nghĩa là vào năm mới, là lễ lớn nhất trong năm của người Khmer Nam Bộ, diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 4 dương lịch. Ngoài ý nghĩa đón mừng năm mới, Tết Chôn Trần Nam Thơ Mây còn có ý nghĩa chấm dứt thời kỳ nắng hạn, bước sang thời kỳ có nước trời dồi dào để chuẩn bị cho vụ làm mùa mới. Người Khmer còn tin rằng, mỗi năm có một vị thần trên trời là Tê Vô Đa được sai xuống để chăm lo cho cuộc sống và con người trong năm đó, hết năm lại về trời để vị thần khác xuống hạ giới. Thông thường, trong dịp Tết Chôn Trần Nam Thơ Mây, hầu hết các nghi thức được tổ chức tại chùa như rước đại lịch, tắm Phật, cầu siêu, chúc thọ cho các vị cao tăng tiền bối, dâng cơm cho các vị sư. Nhưng năm nay, các hoạt động truyền thống được hạn chế tối thiểu bởi đồng bào Khmer đang chung sức đồng lòng cùng người dân cả nước đẩy lùi dịch COVID-19. Thường hàng năm là Phật tử đến đi để cúng hiến, làm lễ cho Chôn Trần Nam Thơ Mây rất đông đảo. Dịp định virus corona thì giảm bớt cái nơi tập trung, chỗ nơi thờ phượng. Chỉ còn là một đôi người thôi để cúng quải, để cái ngôi chùa, chứ không phải như tập trung như cái mọi năm nữa. Tất cả các chùa Phật giáo Nam Tông Khmer ở các tỉnh Nam Bộ đã và đang thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Vì thế mà chưa bao giờ những ngôi chùa Khmer lại vắng Phật tử trong ngày Tết Chôn Trần Nam Thơ Mây như thế này. Sư đã tuyên truyền cho các vị chư tăng cũng như ban quản trị với Phật tử đều có sự chuẩn bị cho mùa lễ Tết Chôn Trần Nam cổ truyền, thì sẽ hạn chế lại tất cả những cái nghi thức lễ phần nào mình sẽ bớt bỏ được thì mình sẽ giảm lại, để tuyên truyền cho bà con Phật tử được an vui cũng như được giữ lại sức khỏe, nhất là bà quý ông cụ bà lớn tuổi có sức đề kháng yếu thì cần nên phải ở một nơi ngôi nhà của mình. Mong rằng chư tôn đức Phật giáo, ban quản trị và thượng tọa trụ trì các tự viện, các chùa trong hệ phái Phật giáo Nam Tông Khmer trong tỉnh luôn luôn ý thức sâu rộng để tăng cường có trách nhiệm về phòng chống dịch bệnh, tạm dừng các việc tụ tập đông người như rước đại lịch, tắm Phật, cầu siêu, chúc thọ cho các vị cao tăng, cho các vị tiền bối. Cho nên chúng ta hãy tạm dừng một số hoạt động Phật sự trong mùa dịch. Đối với những nghi thức không thể tối giản như tắm Phật, các chùa cử đại diện ban quản trị cùng các sư, Phật tử tham gia với số lượng giới hạn và phải ra về ngay sau khi hoàn thành phần lễ. Trong các ngôi chùa, tiếng kinh vẫn ngân lên mỗi ngày
để cầu mong một năm mới tốt lành đến với cộng đồng người Khmer. Nhân dịp Tết cổ truyền Chôn Trân Nam Thơ Mây, phóng viên bản tin An Viên 24 giờ đã có cuộc phỏng vấn Đại Đức Kim Tuệ, trụ trì chùa Kleng thuộc làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam tại Sơn Tây, Hà Nội. Những chia sẻ của Đại Đức sẽ giúp quý vị hiểu vì sao Tết Chôn Trân Nam Thơ Mây lại trở thành một nghi lễ Phật giáo với dân tộc Khmer. Bạch Thầy, vì sao Tết Chôn Trân Nam Thơ Mây lại mang đậm tinh thần Phật giáo? Thì Tết Chôn Trân Nam Thơ Mây này gắn liền với Phật giáo vì thời Đức Phật. Có Đức Vua Ba Tư Nạc trong dịp Tết nhất cũng cung thỉnh Đức Phật và Chư Tăng đến để mà làm cái nghi lễ là tắm, không phải là rửa tay, rửa chân và như là dân vật thực. Xong đó, thời gian đó mới như là các vị cũng duy trì như là trong dịp Tết đó cũng thường thường như là Phật tử đến chùa để làm các công đức. Thí dụ mà điều cần nhất là đến chùa để nghe pháp và để mà làm các công quả khác vân vân, sắp xếp trong chùa, và cần nhất là gần gũi đến chư tăng để mà chư tăng hướng dẫn cái việc mà cần làm. Thưa thầy, thì thông thường Tết Chôn Trân Nam Thơ Mây thì các nghi thức và hoạt động diễn ra tại chùa như thế nào? Đến chùa để mà giữ giới như là năm giới, mình nói là ngũ giới hay là bát quan trai giới trong dịp Tết. Xong rồi như là Phật tử có như thể dân vật thực đến chư tăng để cung cấp vật thực đến chư tăng, và xong rồi thỉnh chư tăng tụng kinh chúc phúc an lành và nghe thời pháp của chư tăng. Phật tử tập hợp đến chùa để mà đắp núi cát để mình tượng trưng đến cái bảo tháp ở cung trời Đạo Lợi tên là Chulalongkorn, cái bảo tháp mà thờ xá lợi của Đức Phật á. Và kế tiếp là có như là nghi thức tắm tượng Phật và nghi thức như là tụng kinh cầu an và tụng kinh cầu siêu. Tụng kinh cầu siêu là trong dịp mà ngày cuối á, tiếng Pali gọi là băng scola. Ngôi chùa đối với người dân tộc Khmer thì không chỉ là trung tâm sinh hoạt Phật giáo mà đồng thời cũng là ngôi nhà chung của đồng bào dân tộc. Vậy thầy có thể giải thích một chút về vấn đề này được không ạ? Dạ đúng rồi, rất quan trọng đối với Phật tử như là cái nghi lễ này kia nọ. Cần nhất là họ đến chùa để mà xin thọ trì tam quy ngũ giới hay là bát quan trai giới và làm các thiện pháp khác vân vân. Trong lúc đó là nghe pháp là điều cần thiết nhất để họ hiểu biết. Tết Chôn Trân Nam Thơ Mây thì năm nay có những điểm khác biệt gì so với lại những năm trước ạ? Nhỏ lớn tới giờ đó chưa từng gặp năm nào giống như là năm nay. Năm nay thì như là không chỉ mà như là tổ chức được như là cái mà theo truyền thống hồi trước tới giờ đó, nhưng mà năm nay thì như là tất cả như là các nước không cho tập hợp nhiều đó để mình ngăn ngừa cái chứng bệnh nó lây nhiễm đó. Thành thử năm nay thì sư thấy nó khác thường. Con xin cảm ơn thầy về những chia sẻ ngày hôm nay về Tết Chôn Trân Nam Thơ Mây. Thì cũng nhân dịp Tết truyền thống của người Khmer thì con xin chúc thầy thân tâm an lạc, Phật đạo viên thành. Theo nghiên cứu trải qua gần 2.000 năm tồn tại và phát triển, Phật giáo Nam Tông đã trở thành thành tố quan trọng nhất, tạo nên nét đặc trưng văn hóa và có tác động đến mọi mặt trong đời sống xã hội của đồng bào Khmer. Vậy Phật giáo có vị trí như thế nào trong tâm thức và văn hóa của người Khmer? Chúng tôi đã kết nối với tiến sĩ Dương Hoàng Lộc, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo và Đạo đức, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh để tìm câu trả lời. Thưa tiến sĩ Dương Hoàng Lộc, ngày Tết Chôn Trân Nam Thơ Mây của người đồng bào Khmer thì có nguồn gốc như thế nào ạ? Thì nguồn gốc của Tết Chôn Trân Nam Thơ Mây bắt nguồn từ cái sinh hoạt văn hóa nông nghiệp lúa nước của cư dân người Khmer. Đây là cái thường hàng năm đó, Chôn Trân Nam Thơ Mây diễn ra vào tháng 4 dương lịch, tức là cái giai đoạn từ mùa khô bắt đầu chuyển sang mùa mưa, bước qua một năm mới, bắt đầu ra đồng trồng trọt, bắt đầu bước vào một vụ mùa mới. Và chúng ta thấy không những ở Việt Nam, người Khmer ở Nam Bộ, mà còn có ở Campuchia, người Thái, người Lào, người Myanmar, người Sri Lanka cũng
ăn Tết theo cái thời điểm này, trong thời điểm này. Trong những ngày Tết Chôn Năm Thơ Mây thì người đồng bào Khmer có những nghi lễ hay những hoạt động truyền thống nào? Thì Tết Chôn Năm Thơ Mây của người Khmer diễn ra vào 3 ngày trong cái tháng 4 dương lịch theo cách tính của họ. Và ngày đầu tiên đó diễn ra một nghi thức quan trọng. Đầu tiên đó là nghi thức tiễn chư thiên năm cũ và đón chư thiên năm mới. Chư thiên người Khmer gọi đó là Tê Vô Đà, và hàng năm thì họ sẽ đón một chư thiên mới để thay thế chư thiên cũ cai quản trong một năm theo cái quan niệm của họ. Và ngày tiếp đó đó, và trong cái ngày đầu tiên đó là ngày thỉnh cái đại lịch Maha Sangrang diễu hành xung quanh cái chánh điện chùa. Ngày thứ hai là ngày bà con Khmer đến chùa dâng cơm cho sư và tiến hành nghi thức đắp núi cát. Ngày thứ ba trong cái Tết Chôn Năm Thơ Mây là một ngày quan trọng, người ta đến chùa để tụng kinh hồi hướng cho ông bà cha mẹ, đồng thời diễn ra nghi thức tắm Phật. Người Khmer quay quần xung quanh trong ngôi chùa và đợi đến khoảng buổi chiều, buổi trưa đó, khoảng 2-3 giờ đó, thì bắt đầu diễn ra cái nghi thức tắm Phật. Người ta dùng nước thơm tắm trên các tượng Phật để cầu cho phước một cái năm mới, được phước báo, được bình an. Và theo một số nhà nghiên cứu, đây còn là một cái quan niệm của người Khmer trong vấn đề cầu mưa để chuẩn bị bước vào một cái vụ mùa làm nông. Khi mà bắt đầu những cơn mưa rào bắt đầu xuống ở vùng trên vùng đất Nam Bộ. Hầu hết các lễ Tết của người đồng bào Khmer thì đều gắn với Phật giáo và đặc biệt là Tết Chôn Năm Thơ Mây. Vậy trong tâm thức và văn hóa của người đồng bào Khmer thì Phật giáo có vị trí ra sao? Trong cái văn hóa Khmer Nam Bộ thì Phật giáo giữ một vai trò rất là quan trọng, chi phối các cái đến đời sống vật chất lẫn cái tinh thần của bà con Khmer. Mà cái Tết Chôn Năm Thơ Mây tiêu biểu đó là người ta đến chùa cúng cơm cho sư, hồi hướng phước báo cho ông bà tổ tiên, nhờ quái lực của chư Phật phù hộ cho họ một năm mới được bình an may mắn, và đồng thời họ bày tỏ cái lòng thành kính của mình thông qua cái nghi lễ tắm Phật. Cho nên chúng ta thấy trong cái văn hóa Khmer đó, cái tầng lớp sư sãi có vị trí hết sức là quan trọng, và người ta tin tưởng lắng nghe những lời dạy của sư sãi trong việc truyền dạy cho họ các đạo đức, các cái lễ nghi, những cái điều thiện ra những điều ác. Và vì vậy đó dẫn đến cái tâm thức của người Khmer là một tâm thức hướng thiện, hướng Phật, một tâm thức có lấy cái đạo đức làm nền tảng trong cái lối sống của mình. Cảm ơn tiến sĩ đã tham gia buổi trò chuyện cùng với bản tin An Viên 24 giờ ngày hôm nay ạ. Không chỉ riêng đồng bào Khmer, người dân ở nhiều quốc gia trên thế giới cũng đã phải điều chỉnh những nghi thức đón Tết cổ truyền. Hôm qua, người dân Thái Lan đã lặng lẽ bước vào năm mới theo Phật lịch khi toàn bộ đất nước trong tình trạng phong tỏa mềm và lệnh giới nghiêm vào ban đêm để phòng chống virus SARS-CoV-2 gây ra dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Theo chính phủ Thái Lan, việc hoãn kỳ nghỉ Tết Songkran từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 4 là để tăng giãn cách xã hội và giảm thiểu sự di chuyển của người dân cả trong nước và du khách quốc tế. Điều này có nghĩa là hoạt động đặc trưng đón mừng năm mới ở Thái Lan là người người tế nước, nhà nhà tế nước sẽ không diễn ra trong năm nay. Nhằm kiềm chế dịch COVID-19, Văn phòng Phật giáo Quốc gia Thái Lan cũng đã yêu cầu tất cả các chùa không tổ chức lễ hội Songkran. Với khoảng 94% dân số theo đạo Phật, Thái Lan và nhiều quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á như Lào, Campuchia và Myanmar đón năm mới theo Phật lịch. Và Tết Songkran xuất phát từ tiếng Phạn, có nghĩa là lúc thời gian chuyển dịch, hàm ý sự đổi mới, phát triển. Ngoài ra, lễ hội cũng là một hoạt động văn hóa liên quan đến chu kỳ sản xuất nông nghiệp ở Đông Nam Á. Trong phần tiếp theo của chương trình, hưởng ứng thư của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về vận động toàn dân hiến máu tình nguyện, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa tổ chức phát động toàn dân hiến máu tình nguyện. Trong tình hình dịch bệnh kéo dài, nhiều hoạt động từ thiện đang được lan tỏa mạnh mẽ.
Và cây ATM gạo ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam là một trong những hành động từ thiện mang lại an vui, lợi lạc cho nhiều người. Hôm qua ngày 13 tháng 4, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức lễ phát động trực tuyến hưởng ứng thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về vận động toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị mặt trận các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động mọi người thể hiện trách nhiệm, đăng ký hiến máu và ủng hộ các hoạt động hiến máu tình nguyện, tạo nét đẹp văn hóa và nhân văn trong xã hội. Tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, vào những thời điểm nghỉ hè, nghỉ Tết Nguyên đán, đặc biệt trong thời gian dịch bệnh hiện nay, nguồn máu cho cấp cứu và điều trị bệnh nhân chỉ đáp ứng được khoảng 75% do lực lượng hiến máu còn khiêm tốn, việc đảm bảo nguồn cung cấp máu gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, mặt trận các cấp cần phát huy vai trò ở các địa bàn dân cư để thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, các đoàn viên, hội viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, từ bi, tham gia hiến máu cứu người, tạo nét đẹp văn hóa và nhân văn trong xã hội. Đồng thời, phối hợp với ngành y tế đảm bảo an toàn cho người hiến máu, người nhận máu và nhân viên y tế trong giai đoạn dịch bệnh. Ngay sau lễ phát động, cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thực hiện hiến máu tình nguyện. Tại điểm cầu Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã tổ chức hiến máu tình nguyện với sự tham gia của 50 người. Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân hiến máu tình nguyện của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Học viện Hải quân phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Khánh Hòa và một số đơn vị tổ chức chương trình ngày hội hiến máu tình nguyện, một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Thông qua chương trình, hơn 750 tình nguyện viên là cán bộ, đảng viên, học viên Học viện Hải quân đã tham gia và hiến tặng gần 700 đơn vị máu, trong đó có nhiều nhóm máu khan hiếm hiện nay. Quá trình tổ chức chương trình hiến máu được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, khoa học, đồng thời đảm bảo theo đúng quy định về công tác phòng chống dịch COVID-19. Chương trình hiến máu lần này thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và học viên của học viện, cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn đóng quân và toàn xã hội thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện. Đồng thời, trong thời gian tới, Học viện Hải quân sẽ tiếp tục duy trì hoạt động có nghĩa cử cao đẹp này. Thưa quý vị, từ bi là cội gốc của tất cả pháp lành, của tất cả hạnh Bồ Tát của chư Phật. Từ bi không chỉ có nghĩa là thương yêu chúng sinh, mà còn có nghĩa là thể hiện lòng thương yêu ấy bằng hành động và bằng việc làm cụ thể, tức là từ thiện. Trong tình hình dịch bệnh kéo dài hiện nay, nhiều hoạt động từ thiện đang được lan tỏa mạnh mẽ nhằm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Và cây ATM gạo ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam là một trong những hành động từ thiện mang lại an vui, lợi lạc cho nhiều người. Tôi vừa nhận được gạo từ thiện. Tôi thì nhiều tuổi rồi, ngoài 60, lương không có, thế còn nuôi một em đi học. Thế hôm nay thì nhận được gạo hỗ trợ này, thật sự tôi rất cảm động. Thật một miếng khi đói, một gói khi no. Thế tôi cảm ơn các mạnh thường quân đã hỗ trợ cho phụ nữ chúng tôi, những người nhiều tuổi khó khăn, bớt khó khăn hơn. Chúng tôi ấm lòng trong ngày dịch này. Cảm ơn. Xin cảm ơn ạ. Bà Bình chỉ là một trong số rất nhiều người rớm nước mắt khi nhận được những hạt gạo từ thiện. Tại điểm ATM gạo ở số 8 Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội này, chỉ một cân gạo cho mỗi người nhận, nhưng sẽ giúp nhiều người yếm thế vượt qua chuỗi ngày khốn khó vì dịch. Những hạt gạo trắng ngần, đượm nghĩa tình đồng bào, mang theo hơi ấm tình người, len lỏi khắp phố phường trong những ngày thủ đô, những đợt gió lạnh cuối mùa về. Ông chồng tôi năm nay là 69 tuổi, à 68 tuổi. Hiện giờ là ông đi bộ đội về, bây giờ là ông ấy đang bị ung thư bàng quang. Thế thì vừa rồi là đi xạ được 8 mũi rồi, về sức khỏe thì cũng hơi hồi hồi một tí, cũng chưa được khỏe hẳn. Nhưng mà thôi thì được sự nhờ ơn Đảng, mà nhà nước đã nhìn nhận đến mọi người dân, nhìn nhận đến mọi gia đình có công với nhà nước mà lại cho chúng tôi được cân gạo này, chúng tôi cũng rất là cảm ơn. Và xin cảm ơn tất cả ạ.
Khởi đầu từ sáng kiến ATM gạo tại thành phố Hồ Chí Minh, chỉ trong một tuần qua đã có nhiều địa phương trên cả nước lan tỏa hành động ý nghĩa này giữa mùa dịch. Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Huế, Bình Thuận, Cà Mau và còn nhiều nữa, những chiếc máy phát gạo tự động đang và đã sẽ tiếp tục được lắp đặt để trao những hạt ngọc trời đến tay nhiều người nghèo. Nhờ cơ quan giúp đỡ cho gia đình coi như một ít gạo như về coi như là ăn mấy ngày coi như là không đi bán vé số được. Tuy là coi như là ít nhiều nhưng mà cơ quan tài trợ thế này là rất là có ý nghĩa. Chiếc máy ATM gạo sẽ không thể hoạt động liên tục trong nhiều ngày nếu chỉ có ít người góp sức. Vì vậy đã có nhiều những tấm lòng vàng âm thầm mang theo tịnh tài, tịnh vật đến và lặng lẽ rời đi cùng trái tim ngập tràn hạnh phúc để những chiếc máy phát gạo chảy mãi. Hiện nay chúng tôi đang có hai máy phát tại cái điểm của tám quan trường đông với cái lượng là 10 tấn gạo cho cái điểm của quan trường đông. Ngoài ra hiện nay thì công ty cũng xét thấy rằng là ví dụ ổ dịch của Vĩnh Phúc ở Mê Linh đang bùng phát rất mạnh và chúng tôi đã cho chế tạo thêm hai máy nữa để sắp tới chúng tôi sẽ phát di động. Thì ngoài ra thì cũng rất là cảm động khi mà có rất nhiều những mạnh thường quân đi qua đường cũng vào cũng ủng hộ chung vào của công ty. Tuy nhiên thì khi mà xin số điện thoại hoặc là xin địa chỉ hoặc là xin chụp hình để công ty gửi những lời cảm ơn đến họ thì hầu như là họ từ chối việc đấy. Những hạt gạo tình nghĩa, nhân ái phần nào sưởi ấm trái tim lớp người khó khăn trong lúc cơ hàn. Tất cả những tâm từ đang cùng lan tỏa yêu thương để không một ai bị bỏ lại, đồng lòng để Việt Nam chiến thắng đại dịch COVID-19. Vâng, quả thật là những hình ảnh thật giàu cảm xúc và những nghĩa cử cao đẹp đấy vẫn đang được lan tỏa trên khắp mọi miền Tổ quốc trong thời gian phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị, vừa qua tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, hàng ngàn người bán vé số dạo đã nhận được số tiền hỗ trợ trong sự vui mừng và xúc động. Đây là những sự phát tâm kịp thời trên tinh thần từ bi hỷ xả với mong muốn giúp đỡ bà con với bớt khó khăn, mau chóng ổn định cuộc sống trong thời gian phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hàng chục năm nay, bà Võ Thị Kim Anh ở phường 2, thành phố Vũng Tàu bán vé số để nuôi mẹ già hơn 80 tuổi cùng hai người anh bị tâm thần. Cả nhà bốn người chen chúc trong căn nhà trọ 16m2 với tiền thuê trọ hơn 1 triệu đồng một tháng. Không bán vé số đồng nghĩa với không có thu nhập hàng ngày. Và trong 15 ngày tạm ngừng phát hành vé theo chỉ thị 16 của chính phủ, người bán vé số cũng phải nghỉ bán. Bà Kim Anh nhận được hỗ trợ 900.000 đồng. Cảm xúc của tôi cũng thấy là vui, thấy là cũng vui lắm, cũng có cái số tiền đó để mà trang trải ăn uống này kia nọ hay là xây sở trong nhà vậy đó. Đó cũng rất là vui, cũng rất là cảm ơn. Gần 70 tuổi, đi lại khó khăn, nên bà Vũ Thúy Lan được cán bộ phường 4 thành phố Vũng Tàu đến tận nhà trao số tiền hỗ trợ cho người bán vé số. Nhận được tiền hỗ trợ cùng sự quan tâm của các cấp chính quyền, bà Lan hoan hỉ khôn xiết. Ở nhà thì nó cũng khó khăn. Đủ thứ tiền hết, tiền điện, tiền nước, tiền sinh hoạt cá nhân thì nó cũng khó khăn lắm. Tôi cảm thấy xúc động lắm. Nhà nước quan tâm, các cô chính quyền phường quan tâm, tôi rất là cảm động. Toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có hơn 2.700 người bán vé số dạo. Trước tình hình dịch bệnh, mỗi người bán vé số được hỗ trợ 60.000 đồng một ngày và trong 15 ngày tương đương 900.000 đồng. Để hạn chế tập trung đông người khi nhận tiền hỗ trợ, số tiền hỗ trợ đã được trao về Sở Lao động Thương binh Xã hội làm đầu mối, sau đó chuyển về các xã, phường, thị trấn và cấp phát trực tiếp cho người bán vé số đang gặp khó khăn vì dịch bệnh. Tọa lạc tại số 13/4 đường 93, ấp Bến Đỏ 1, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, Tịnh viện Pháp Hạnh lâu nay là điểm đến tâm linh của nhân dân địa phương, là nơi quy hướng của bà con Phật tử. Trong bản tin An Viên 24 giờ hôm nay, mời quý vị cùng khám phá những giây phút an yên tại tịnh viện trong những ngày phòng chống dịch COVID-19. Tịnh viện Pháp Hạnh được thành lập vào năm 2011. Do Đại Đức Thích Chí Giác Thông, Phó trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh trụ trì. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ
cũng như công văn của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tịnh viện đã ra thông báo tạm đóng cửa, dừng tổ chức mọi khóa tu và lễ hội có yếu tố tập trung đông người, khuyến khích Phật tử tu tập tại nhà, hạn chế ra ngoài khi không có việc cần thiết. Tuy tạm đóng cửa, nhưng nội bộ tịnh viện vẫn duy trì thời khóa tu tập thiền môn để cùng với những người con Phật trong cả nước đồng hướng tâm lành, hồi hướng cầu nguyện cho đại dịch sớm tiêu trừ, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Và cũng trong những khoảng lặng mùa dịch bệnh mà chúng ta mới có thể cảm nhận trọn vẹn những giây phút thâm nghiêm, thanh tịnh và an yên tại nơi đây. Cuộc thi Chùa Thời Covid-19 rất mong tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tham gia của các cơ sở tự viện trên cả nước. Nội dung của ảnh clip ghi nhận khung cảnh thanh tịnh, trang nghiêm, thiền vị, tĩnh mịch của chùa, tự viện trong những ngày dịch Covid-19, truyền tải nét sinh hoạt tự viện trong việc tích cực phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh. Các tác phẩm tham gia vui lòng gửi về địa chỉ email bản tin anviên24h@gmail.com, bao gồm ảnh hoặc clip, thông tin tác giả và thông tin về ngôi chùa dự thi. Phần cuối của chương trình sẽ là những thông tin cập nhật về thời tiết trên cả nước. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi bản tin An Viên 24 giờ. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.